Chung Hán Lương và hội ông chú khiến chị em phát cuồng, tình cũ nhiệt ba cũng góp mặt. Có câu gừng càng già càng cay, thông thường hội chị em thường hay mê mẩn những chàng soái ca trẻ trung, mặt bún ra sữa. Thế nhưng một khi đã bị những nam thần trung niên 40 đến 50 tuổi thu hút thì còn khó dứt ra hơn. Trong làng giải trí Hoa ngữ không thể thiếu những ông chú khiến hội chị em mê mẩn sẵn sàng bỏ qua các tiểu thịt tươi để theo dõi. Hồ Ca được biết đến là một diễn viên duy nhất của Trung Quốc được công nhận cả về diễn xuất lẫn lưu lượng. Tham gia giới giải trí 20 năm, nhưng sức hút của Hồ Ca chưa bao giờ giảm sút. Sở hữu nhan sắc nam thần số 1, cùng thần thái hơn người, Hồ Ca dễ dàng đốn tim khán giả dù chỉ một lần nhìn thấy. Vừa qua trong đêm hội Weibo, Hồ Ca còn chứng minh sức hút của mình khi đoạt hạng mục kinh của Weibo năm 2023. Điều đáng tiếc là vào ngày 31 tháng 1 vừa qua, Hồ Ca bất ngờ tuyên bố đã kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí trên Weibo cá nhân. Được biết bà xã nam diễn viên vừa mới hạ sinh con gái đầu lòng. Thông tin này khiến fan vô cùng ngỡ ngàng nhưng vẫn dành lời chúc phúc tới nam diễn viên. Vương Khải. Vương Khải là một trong những nam diễn viên Trung Quốc tuổi tứ tuần lịch lãm nhất màn ảnh Trung. Ngay từ những ngày đầu của năm 2023, anh đã khiến dân tình rần rần khi trở lại màn ảnh nhỏ với dự án phim Hướng Gió Mà Đi, đóng chính cùng Đàm Tùng Vận. Sự lãng mạn điềm đạm ở độ tuổi 40 đã giúp nam tài tử thành công chiếm trọn trái tim của người xem khi vào vai một cơ trưởng nguyên tắc cầu toàn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Vương Khải là cái tên được nhiều chị em lựa chọn làm mẫu đàn ông lý tưởng ở ngoài đời thực. Hiện tại nam diễn viên vẫn còn đang độc thân, mặc dù trước đó anh cùng bạn diễn Tống Thiến, Vương U vướng phải không ít tin đồn hẹn hò, thế nhưng sau đó các bên đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Cao Vĩ Quang, nếu bỏ qua Cao Vĩ Quang thì chắc chắn là một thiếu sót lớn khi nhắc tới chủ đề này. Nổi lên nhờ vai diễn Đông Hoa Đế Quân ở hai phần của Tam Sinh Tam Thế Phu Quân Địch Lệ Nhiệt Ba, từng khiến hội chị em điêu đứng một thời bởi khí chất trầm ổn, ôn nhu, trưởng thành và đầy quyến rũ. Không chỉ sở hữu đôi chân dài đáng ngưỡng mộ, vẻ đẹp bất chấp tuổi tác của Cao Vĩ Quang hoàn toàn có thể làm siêu lòng bất kể cô gái nào. Cao Vĩ Quang hiện tại vẫn chưa có gia đình, tuy nhiên trên mạng xã hội có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng anh và Địch Lệ Nhiệt Ba là phim giả tình thật, chỉ chờ ngày công khai. Chung Hán Lương, Mỹ Nam bên nhau trọn đời chắc hẳn là cái tên được nhiều người nghĩ đến nhất mỗi khi nhắc tới các ông chú nổi tiếng của showbiz. Ở độ tuổi 48, Chung Hán Lương vẫn không hề mất đi nét quyến rũ của mình, thậm chí ngày càng phong trần lãng tử với vẻ ngoài điển trai cùng thân hình 1m83 chuẩn người mẫu. Dù đã gần chạm ngưỡng tuổi 50, nhưng ông Hoàng Ngôn Tình vẫn được nhận xét là rất hợp khi kết đôi cùng đàn em kém tuổi như Đàm Tùng Vận, Viên Băng Nghiên. Chung Hán Lương đã kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân này vẫn luôn được nam diễn viên giấu kín. Lâm Vũ Thân được biết đến nhiều nhất với danh hiệu Dương Tiêu đẹp trai nhất màn ảnh, nam chính của Yêu Em Từ Dạ Dày. Lâm Vũ Thân cũng là một trong những anh chú rất được lòng các chị em. Vẻ đẹp nam tính càng tăng dần theo thời gian chắc hẳn là điểm thu hút lớn nhất của bạn trai Triệu Lộ Tư. Lâm Vũ Thân sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí được 19 năm và có gia thế khiến nhiều người phải bất ngờ. Anh xuất thân từ gia đình nghệ thuật và lớn lên cùng với điện ảnh. Mẹ của nam tài tử là nhà làm phim, đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc Lý Tiểu Uyển, cũng là người đã nâng đỡ hàng loạt những ngôi sao nổi tiếng như Trần Khôn, Châu Tấn, Hoàng Giác, Dương Mịch, Trương Tịnh Sơn. Không chỉ thế, Lâm Vũ Thân có một người mẹ nuôi cũng nổi tiếng không kém, đó là đạo diễn Lý Thiếu Hồng, người đã từng đạt được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín, có thể nói là sinh ra ở vạch đích trong làng giải trí. Nhưng người nhà của Lâm Vũ Thân cũng không định hướng cho anh trở thành một diễn viên mà cho anh ra nước ngoài để học ngành quản lý tài chính. Bất ngờ thay, cái duyên đến với điện ảnh đến với nam diễn viên. Sau đó Lâm Vũ Thân đã bày tỏ mong muốn với người nhà cố gắng nỗ lực học tập diễn xuất và cuối cùng cũng được hai người mẹ chấp nhận và cho anh ký hợp đồng ở công ty nghệ thuật điện ảnh Tinh Đạt do Lý Tiểu Uyển và Lý Thiếu Hồng cùng hợp tác sáng lập. Mặc dù có được nhiều cơ hội, nhưng Lâm Vũ Thân vẫn không được biết đến nhiều trong suốt 17 năm. Mãi đến khi hợp tác với Trương Gia Dịch trong bộ phim Nằm Vùng Trở Về, anh mới được khán giả chú ý và yêu thích rộng rãi. Giờ đây với vai diễn Dương Tiêu, Lâm Vũ Thân lại một lần nữa gây bão trên mạng xã hội. Dù hiện tại nam diễn viên không còn xuất hiện quá nhiều trong các dự án phim, nhưng khán giả vẫn rất hy vọng và ngóng chờ sớm được thấy Lâm Vũ Thân quay trở lại với các vai diễn.